Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn nồi trộn model phổ biến của Anacota. Đây là model này, PT20DM presso tay này, 20 lít DM, hàng này có khuấy. Hàng này là thương hiệu của Nhật Bản và sản xuất tại nhà máy Anacota đặt tại Trung Quốc. Đây. Những cái nồi trộn này tất cả chỉ sản xuất tại Trung Quốc chứ không có sản xuất tại Nhật Bản nhé. Nhưng là hàng chính hãng của Anacota. Hàng này được nhập khẩu bởi công ty con của Anacota Nhật Bản là công ty Anacota Việt Nam. Đây là công ty Anacota Việt Nam xuất cho công ty Taisun. Đây. Taisun thì là đại lý của chính thức của Anacota, nên là Anacota giao thẳng cho Taisun. Còn đi theo một bộ nó sẽ có cái bản lên hướng dẫn này, có cả những phiên bản quốc tế thì nó có cái thêm cái tờ rơi quảng cáo các cái loại dây dẫn của Anacota. Dây dẫn các loại dây nó ở đây trong nó báo là mấy lớp hoặc là các cái súng, các thiết bị của Anacota. Đây, trong cái dây của nó vẽ hình một cái sợi dây PHN mấy lớp, đây là cái tờ rơi quảng cáo rồi. Còn quan trọng nhất là đây, cái panit đi theo nồi. Cái hàng đây là phiên bản quốc tế thì nó sẽ có cả tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Anh. Còn nếu mà phiên bản mà chỉ là dành cho nội địa Trung Quốc mà một số đơn vị người ta nhầm lậu về thì nó sẽ chỉ có tiếng Anh, tiếng Nhật gì đó, và tiếng Trung, tiếng Nhật và không bao giờ có tiếng Anh. Tiếng Anh là nó dành cho phiên bản quốc tế rồi, thì mẫu nào cũng có tiếng Anh. Đây là phiên bản quốc tế có tiếng Anh này. Phan Đít phải có tiếng Anh để mới đọc được chứ bây giờ tiếng Nhật với tiếng Trung thì người Việt Nam hơi kém. Đây là nồi của nó, logo Anacota này, model này, PT-20DM. Áp lực hơi sử dụng tối đa là 0,34 MPa, tức là 3,5 cân. Số seri này VKE này, số seri ở trên đây nó có, ở trên cái này cũng ghi là số seri và đây cũng ghi số seri này. Sản xuất VKE là sau năm 2018, ABCDE này, sản xuất tháng 5 năm 2018 này, của tập đoàn Anacota này, xuất xứ của nó này, sản xuất tại Trung Quốc này, Made China này. Dù là sản xuất tại Trung Quốc nhưng là nó vẫn theo tiêu chuẩn và do nhà máy Anacota sản xuất nên là tiêu chuẩn của nó rất cao. Ví dụ như là cùng cái nồi trộn như thế này thì những cái hàng rẻ tiền nó điều chỉnh cái áp lực nó không chính xác. Ví dụ như đây, khi mà đang dùng đối với súng tự động thì một lúc cái kim này nó sẽ di chuyển từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái, cái lượng cái áp lực trong nồi không ổn định dẫn đến là sơn sẽ ra không ổn định. Khi đạt cái tiêu chuẩn cao và dùng cái súng tự động thì những cái nồi Đài Loan, Trung Quốc không bao giờ đáp ứng được, chỉ có những cái nồi của thằng Nhật mới đáp ứng được. Thì kim lúc nào cũng cố định như này, kim áp lực này có thể điều chỉnh được cái áp lực này. Đây là để điều chỉnh áp lực đấy. Với cái củ này là củ quan trọng nhất của thằng nồi trộn, một cái củ này đắt bằng cả một cái nồi trộn Đài Loan, Trung Quốc rồi. Và đây là motor của nó. Motor này thì là motor nó phải chạy công suất lớn, áp lực về từ tầm 3 cân trở lên mới xoay được cái motor này, còn áp lực hơi thấp thì không thể xoay được. Những cái nồi này là ở bên trong nó có dầu bảo quản, nhưng là các cái chi tiết này bằng nhôm này. Còn đây là phiên bản là PT-20DM dành cho sơn cung dầu. Còn nếu mà DMW kép dành cho sơn cung nước thì các chi tiết này nó bằng inox và cái thành trong này nó được sơn bằng lớp sơn. Bởi vì đổ cái dung môi là nước vào thì nó sẽ không bị hỏng. Còn nếu mà dung môi dầu mà đổ vào cái nồi mà dành cho sơn cung nước thì cái lớp sơn nó sẽ bị bong. Nên để ý là đây là dành cho sơn cung dầu. Còn bao giờ có chữ V kép hoặc là vút tờ sau ấy, thì mới dành cho sơn cung nước. Nồi ở trong này nó không có cái lõi như các cái hàng này Đài Loan, Trung Quốc đâu. Một số cái hàng Đài Loan, Trung Quốc thì hầu hết là nó sẽ có cái nõi để nhấc ra vệ sinh dễ dàng. Còn cái này là option,
là phải mua thêm, nếu mà mình cần thì mình mua thêm lõi, hoặc là chân đế nó cũng không có cái bánh xe để di chuyển này. Nếu mà mình cần chân đế thì mình phải mua cái bánh xe của vở hãng, và tốt nhất là mình cũng chả cần mua làm gì cái đồ đấy cho nó đắt. Ở Việt Nam gia công cái đồ đơn giản, nó chỉ là bánh xe di chuyển thôi. Còn nói nồi nếu mà mình muốn theo tiêu chuẩn của hãng thì mua, còn nếu mà không thì có thể mua của các nõi nồi của các hãng khác, sau đó gia công cho nó phù hợp để đặt vào đây. Bởi vì một cái nõi nồi của thằng này nó cũng khá đắt, không rẻ một chút nào. Nhưng quan trọng nhất là của một cái nồi trộn này, đấy là chi tiết. Một là cái này, quan trọng nhất là cái điều áp dung dịch này, vừa là điều áp hơi và áp dung dịch này, là quan trọng nhất. Cái thứ hai là motor của nó, motor xịn. Cái thứ ba là cái răng này nó màu trắng này, là bằng nhựa thép lông, là đồ cao cấp chứ không phải cao su như các cái hàng rẻ tiền. Còn ngoài ra các cái chi tiết tỉ mỉ như ví dụ như đây, một cái van này nó có hai cái con ốc để vặn để giữ luôn, nên là không bao giờ bị tụt, rất chắc chắn, xoay thoải mái. Hai ốc, còn bình thường những cái đồ khác thì chỉ người ta chỉ dùng con ốc thôi. Tức là các chi tiết của nó đều có làm tỉ mỉ và nó đạt tiêu chuẩn cao để cho cả thế giới đều dùng. Đấy là những gì mà thằng Anet Quetta mang lại. Còn nếu mà những cái hàng mà tiêu chuẩn thấp như là hàng như dùng cho súng cầm tay thì dùng cái nồi nào cũng như nhau hết, khó mà phân biệt được. Nhưng là khi mà dùng đến súng tự động thì đã bắt đầu là có sự khác biệt và nó thể hiện được ngay. Đấy là những gì mà nó đem lại. Nếu mà quý khách có cần tìm hiểu thông tin về những sản phẩm nồi trộn, dây dẫn và các cái đồ của Anet Quetta, hãy liên hệ với đại lý của Anet Quetta là công ty Daisun. Đây có cái số điện thoại đây, hoặc là số tổng đài 1900 299 222. Còn website bên đây là súngphunsơn.com. Xin cảm ơn tất cả các bạn.